Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 năm mạng. Năm mạng Mậu Thân, tiền vận cho thấy bản mệnh gặp nhiều khó khăn, đến trung vận và hậu vận mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên song nhìn chung vẫn còn có rất nhiều điều chúng ta cần phải lo nghĩ. Cụ thể, từng giai đoạn trong vận trình của bản mệnh, gia chủ tuổi này diễn biến và có biến chuyển ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây đến từ Phong thủy Gia Cát. Gia chủ năm mạng Mậu Thân sinh năm 1968, có cung mệnh thuộc cung Khôn trực định, mạng Đại Trạch Thổ, đất nhà lớn, khắc Thiên Thượng Thủy, con nhà Huỳnh Đế, quan Lộc, xương con Khỉ, tướng tinh con Lạc Đà, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời nam bản mệnh Mậu Thân thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian truân, thìn tuất sửu mùi sinh thai, tị ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn, số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà, tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, không thì bệnh tật khổ thân sau này, đầu tiên có của chẳng ăn, nhà cửa nhiều lớp giả tan đổi rời. Tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn, số người lại có biệt tài, làm ăn lên cửa bằng bàn tay không. Tổng quan, Mậu Thân năm mạng khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thành thơi hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đầy đủ, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 đến 81 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được thọ trường an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị Mậu Thân sinh năm 1968 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an, vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú và trì lực xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của năm mạng Mậu Thân được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những năm mạng Mậu Thân được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch là người may mắn nhất, họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của nam mạng Mậu Thân khi còn nhỏ có nhiều rối rắm, tuy nhiên khi lớn lên rồi thì sẽ được yên ấm, an vui. Đường công danh của nam mạng Mậu Thân không vượt quá mức khá. Từ năm 36 tuổi trở đi, sự nghiệp sẽ ngày càng bền vững, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không bao giờ phải lo nghĩ. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Thân năm mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng, muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì năm mạng Mậu Thân nên lựa chọn kết hôn với những người hợp với mình cả về tình duyên và tài lộc. Đó là các tuổi Kỷ Dậu,
Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng, tình cảm, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường khi bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý và Bính Ngọ. Cuộc sống sẽ gặp nhiều vất vả khi năm mạng Mậu Thân nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Mậu Thân, Giáp Dần. Nguyên nhân vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Năm mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trong chuyện thành lập gia thất. Tuổi Đại Kỵ. Mậu Thân năm mạng không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình, bao gồm Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, khó đạt tới thành công và dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên dang dở không được dài lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ thì hai người này muốn tiến tới hôn nhân không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Và quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngoài ra trong năm nay bản mệnh cần phải đặc biệt chú ý trong các mối quan hệ kẻo gây ra họa thị phi do ảnh hưởng bởi sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về khẩu thiệt thị phi, nghĩa là liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ vạ miệng, gặp điều tiếng, tranh chấp liên quan đến công quyền. Chưa kể người nào bị sao này chiếu mệnh còn dễ hao tán tiền của, đa sầu đa cảm, sức bệnh vào người. Lời khuyên cho bản mệnh là nên tu dưỡng tâm tính, tránh khinh suất, một điều nhịn, chín điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa giải nguy thành an, thu hút người tốt và vận khí cát lành đến với mình. Quý gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần, bộ tuổi, thân, tí, thìn để chiêu cầu quý nhân hóa giải thị phi, hòa hợp các mối quan hệ. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, khắc hình ba linh vật, thân, tí và thìn, mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, thân tí thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì năm mạng Mậu Thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý và đại cát đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, bạn có vận hạn vào năm 20 tuổi phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc để phòng tai ách, hao tốn tiền của. Năm 21 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến công việc và tiền tài. Sang năm 22 tuổi và 23 tuổi có chút thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều phiền muộn. Đến năm 24 tuổi và 25 tuổi, cuộc sống có nhiều âu lo, tài vận không được hanh thông. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi vô cùng thuận lợi, được nhiều hay đẹp. Năm 27 tuổi và 28 tuổi phải hết sức thận trọng trong mọi việc từ cuộc sống đến tiền tài. Đến năm 29 tuổi và 30 tuổi cần chú ý hơn đến công chuyện, công việc chung và nói chung hai năm này không có biến cố gì lớn hay là quan trọng xảy đến. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi, tiền tài có phần dư giả. Năm 32 tuổi, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bản thân gặp chút rắc rối, cần bình tĩnh sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề. Nên thực hiện những công việc nhỏ, vừa thì sẽ thu được thành quả đáng kinh ngạc. Tránh những công việc lớn. Năm 33 tuổi và 34 tuổi không được tốt lắm, phải quan tâm hơn đến công việc, tránh xuất hành đi xa kẻo gặp rủi ro không đáng có. Đến năm 35 tuổi, cuộc sống và tài vận có nhiều hay đẹp. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tài vận và cuộc sống được thịnh vượng nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau, bệnh hoạn, hao tốn tiền tài vào những năm này. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào những năm này, công danh sự nghiệp đều gặp thuận lợi, gia đình hòa thuận, yên vui, cuộc sống thêm phần đủ đầy, dư giả. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, quãng thời gian này không được tốt lắm, phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, bản thân, đề phòng đau ốm bệnh tật, liên miên, làm tiền tài hao tổn, sinh ra nhiều phiền muộn.
từ năm 51 tuổi đến năm 56 tuổi. Những năm này, bạn phải nhìn nhận, xem xét kỹ càng mọi vấn đề xảy đến, tuyệt đối không nên tin tưởng ai quá mà phó thác tiền của họ hay là thực hiện những công việc lớn. Quan trọng, nếu không sẽ thu về, thua lỗ, thất bại hoặc sự phản bội. Tiền tài có phần yếu kém hơn vào những năm này. Từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi, những người năm mạng mậu thân sống khá thọ, được hưởng nhiều phúc phần. Vào những năm này sự nghiệp và tiền vận có thể được nhiều hay đẹp, tiền tài tốt. Tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đến 90%. Hy vọng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đã có những thông tin hữu ích về vận trình và số phận của đời mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để có thể có thêm nhiều hơn những thông tin hữu ích. Chúc cho tất cả quý vị gia chủ an khang, thịnh vượng, vạn sự an nhiên.